Hello, Huy xin chào tất cả quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Thì ngày hôm nay Huy sẽ cùng quý cô chú anh chị mình xem qua 4 sản phẩm xe Toyota Fortuner đang có mặt tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Và mới có một sản phẩm Fortuner máy xăng 2018 màu trắng ngọc trai một cầu mới về Toyota Hiroshima Tân Cảng anh chị. Xe màu trắng rất là đẹp luôn, mới có đi được 33.000 cây thôi, là một trong những cái mẫu xe rất là hiếm có trên thị trường. Cái mẫu cái form kiểu dáng như thế này các chị, nhưng mà trắng ngọc trai thì cực kỳ là đẹp luôn. Và hiện tại thì bên Huy đang niêm yết giá cho mẫu xe đó là 820 triệu quý anh chị, một chiếc xe mới có 33.000 cây thôi, rất là đẹp. Rồi thì đây là những cái sản phẩm mà bên Huy đã làm maru rồi, thì Huy cũng sẽ thông tin sơ cho quý chị mình nắm nha. Chiếc xe 2020 Fortuner máy dầu số sàn, và mẫu này là mẫu 2021. Để anh chị nào mà đã quan tâm đến những sản phẩm Fortuner thì anh chị biết rồi ha, mẫu này là mẫu 2021 đó, xe rất là đẹp luôn quý anh chị. Đấy, cách âm toàn bộ xe đó, chống trầy bật lên xuống, ghế da lót sàn đầy đủ đó, hộp số có chế độ eco power, cân bằng điện tử của xe có hết, đầu Android, camera hành trình bọc trần 3D. Đấy, xe đi được khoảng 69.000 cây đó, màu nâu 4W9 quý anh chị. Thì hiện tại cái mẫu xe này đang được bên Huy niêm yết với giá là 850 triệu như quý anh chị nhé. Xe rất là chất lượng, máy dầu số sàn 2020 mẫu 2021. Và tiếp theo bên cạnh đây là một chiếc xe cũng là máy dầu luôn quý anh chị, 2019 nhưng mà là số tự động, màu nâu luôn ha. Máy dầu số tự động được gia đình đi sử dụng kỹ, xe đi được 68.000 cây, được chủ xe cách âm toàn bộ xe và có trang bị camera 360 độ, dãn phim che mưa, tay nắm cửa mặt rơ mới chị. Ghế da này, nó lót sàn này, ghế da này giải sao dường như rất là ít khi có người sử dụng. Xe này chủ xe thường chạy một mình thôi quý anh chị, cho nên là nhìn ở phía sau nó keng, nó đẹp, nó mượt lắm quý anh chị. Này ron cửa rồi nhìn cứng rất là đẹp. Đó, xe với giá niêm yết 858 triệu. Đấy, 858 triệu. Ghế chỉnh điện 7 thư khí, hộp số 6 cấp, có chế độ eco power, cân bằng điện tử của xe có hết, lại chỉ số đường vô lăng luôn quý anh chị. Đấy, đầu DVD đó, thì cái mẫu xe này thì đang được bên Huy niêm yết là 858 luôn quý anh chị nha. Đó, xe còn mới keng đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Đó, ok chưa, yeah. Quá chuẩn đẹp luôn quý vị. Và tiếp theo, một mẫu xe mà lướt mới có 21.000 cây thôi, màu đồng, là một trong những cái màu cực kỳ hiếm có nha quý vị nha. Fortuner máy dầu số sàn 2022, được trang bị hệ thống đèn LED. Đấy, có cảm biến khoảng cách từ phía trước, đèn cản được trang bị đèn LED, đèn sương mù ở trên cản luôn. Xe rất là mới. Còn thơm mùi nội thất của xe mới luôn quý chị. Hiện tại thì sản phẩm đang được bên Huy niêm yết với giá là 950 triệu, trang bị 7 túi khí, cân bằng điện tử của xe thì có hết. Đấy, xe thì khá là chất lượng, đầu DVD, mọi thứ ha, còn mới keng, 21.376 cây số. Đấy, thì hiện tại mẫu xe này sẽ được sự hỗ trợ từ phía tài chính Toyota. Thì quý anh chị nào đang có nhu cầu mua về sử dụng thì anh chị có thể liên hệ cho Huy hỗ trợ tư vấn rõ hơn về giá cũng như là về thủ tục để quý cô chú anh chị có thể mua về sử dụng cho gia đình. Và đây các anh chị, một chiếc xe rất là đẹp, nước sơn hầu như là còn nguyên bản rất là nhiều. Hiện tại thì mới vừa về Toyota Tân Cảng bên Huy, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, một cầu quý anh chị, Toyota Fortuner máy xăng, màu trắng ngọc trai là một trong những cái màu mà được khách hàng rất là thích. Nó sẽ đắt hơn so với màu thường tới 8 triệu. Đèn còn đẹp không quý vị, đẹp ha. Rồi động cơ, hộp số, gầm bệ thì thực sự rất tuyệt vời. Anh chị nhìn nào, rất là mới. Xe này thì chủ xe bảo trì bảo dưỡng kỹ hơn cái quy trình bảo dưỡng của Toyota. Bình thường là 5.000 cây số bảo dưỡng đúng không quý vị, mà cái này là chủ xe bảo dưỡng chưa tới 5.000 cây số đã đưa xe đi bảo dưỡng rồi quý vị. Rất là tuyệt vời, năm vỏ còn nguyên bản cho xe và gai vỏ còn rất là dày, mới có 33.000 cây số thôi, đúng chuẩn như quý anh chị, lịch sử hãng đầy đủ rõ ràng. Đó, khai hở với các chi tiết đây anh chị nhau. Đó, rồi tay nắm cửa mặt rồi, có công tắc rồi và cửa thông minh các chị. Đó, nẹp chân kính, dán phim che mưa,
công tắc lên xuống kính là auto tự động chống kẹt ở tất cả các cửa quý anh chị. Đấy, gương gập điện này, chống trầy ở bật lên xuống, loại xịn nha quý anh chị nha. Rồi lót sàn ghế chính điện 8 hướng. Đây do ghế đây anh chị, rất là đẹp luôn. Đây 2018 nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo. Đấy, một chiếc xe nhập khẩu rất là chất lượng. Vô lăng đây quý anh chị. Rồi lãi chuyển số. À, audio của xe. À, công tắc cruise control, khởi động nút bấm start up. Đấy, đầu DVD. Ok chưa? À, hệ thống điều hòa tự động quý anh chị. Đó. Quá tuyệt vời. Đây, hộp số 6 cấp có chế độ Eco Power, cân bằng điện tử của xe thì có hết, khỏe túi khí nha quý anh chị nha. À, còn cái này là cái camera hành trình, vừa ghi hình trước sau và có thêm tính năng dẫn đường nữa. Thì cái phần camera này thì không biết là chủ xe có xin lại hay không. Mới vừa về thôi, mình tranh thủ qua cho quý anh chị. Rất là tuyệt vời, tạm lót. À, cách nhiệt cho tắp luôn. Đấy, cửa rồi đóng rất là chắc nha quý anh chị. À, một chiếc xe mà thực sự là rất là hiếm có trên thị trường. À, 2018 quý anh chị. Đấy, cửa đóng rất là chắc luôn. À, đây anh chị thấy không, đẹp, quá đẹp. Đây, vỏ xe cua này anh chị thấy, dài, cực dài, gầm bề mới tinh. Thì xe này chủ xe đi kỹ, giữ kỹ và bảo dưỡng hẳn kỹ hơn bình thường quý anh chị. Này, cái khay để đồ này. Đó, vị trí đồ nghề. Đồ nghề là chưa sử dụng luôn quý anh chị. Chưa sử dụng luôn. Đấy, hai dàn lạnh trước sau đều là tự động các anh chị nha. Mỗi hàng ghế đều bố trí hai cửa gió điều hòa. Một chiếc xe rất là đẹp, rất là chất lượng quý chị. Và hiện tại bên Huy đang niêm yết giá cho mẫu xe này là 820. Quý chị nào quan tâm thì liên hệ sớm nha. Chắc chắn đây là một chiếc xe mà bên Huy sẽ bán rất là nhanh. Rất là nhanh quý chị. Ok các anh chị. Vừa rồi là một số những cái mẫu xe Toyota Fortuner đang có mặt tại Toyota Hiroshima Tân Cảng, đại lý chính hãng của Toyota Việt Nam. Quý anh chị thấy mẫu xe nào phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình mình thì anh chị liên hệ để Huy hỗ trợ tư vấn rõ hơn về giá cũng như là về thủ tục để cho quý cô chú anh chị có thể mua về sử dụng với gia đình. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn lại quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Và kính chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe Và đừng quên follow, nhấn vào nút đăng ký kênh của Huy để có thể đón nhận những cái sản phẩm mới về từ phía đại lý Toyota Hiroshima Tân Cảng. Huy xin kính chào và hẹn lại quý anh chị.